Hi, xin chào mọi người. Sau khi tham quan và khám phá Bạc Liêu, anh em mình chạy thẳng xe máy từ cánh đồng điện gió Bạc Liêu về phía đất mũi Cà Mau. Dự tính quãng đường đi đến đất mũi và quay trở lại thành phố Cà Mau để nghỉ đêm là hơn 300 km các bạn ạ. Cung đường từ Bạc Liêu về đất mũi Cà Mau thì chỉ có duy nhất một con đường, đó chính là quốc lộ 1 thôi các bạn nhé. Khi đến huyện Nam Căn của Cà Mau, các bạn sẽ phải thốt lên về vẻ đẹp của con đường từ đây vào đất mũi. Con đường thẳng tắp, hai bên là những rừng đất bạt ngàn. Thật khó có thể diễn tả lại cảm giác tuyệt vời đó của mình các bạn ạ. Nào, bây giờ các bạn hãy cùng anh em mình phượt xe máy từ Bạc Liêu về đất mũi Cà Mau các bạn nha. Let's go, hãy đi cùng mình mà đạp đi thôi. Rồi các bạn ơi. Xe bẩn quá, phải đi xịt cái xe. Hôm nay đi qua vùng đất này. Cánh đồng gió Bạc Liêu bẩn quá các bạn. Đấy, đi đến đâu là phải xịt sen đấy. Hiện tại mình đang ở xã Đá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Dạ vâng. Hôm nay con đi qua cái chỗ đường nó bẩn quá. Đường nó bắn bê tông lên, con để lâu sợ nó khô nó hỏng mất. Cho con gửi tiền với ạ. Cho con gửi tiền đấy. Bao nhiêu tiền ạ? Đây, con cầm hộ con rồi đấy. Con cảm ơn nhá. Con chào chú ạ. Cho chú ly cà phê nhá. Ừ, ly cà phê. À, xin chào bạn nha. Tại mình đang ở thị xã Giá Rai. Thị xã Giá Rai của tỉnh Bạc Liêu các bạn ạ. Và mình ngồi nghỉ một lúc và xịt cái xe sạch sẽ rồi. Sau này mình sẽ chạy thẳng một Cà Mau bạn nha. Làm cốc cà phê cho đỡ buồn ngủ. Mặc dù mình bị say cà phê nhưng mà uống cho đỡ buồn ngủ các bạn ạ. Cà phê hôm nay họ cho nhiều đá lắm. Đây là một múc bớt rồi đấy. Ok. Hello các bạn nha. Hiện tại anh em mình đã đến tỉnh Cà Mau rồi các bạn ơi. Em mình chạy đất mũi rồi, còn 125 km nữa các bạn. Chào các bạn nha, tại mình đang đường tránh quốc lộ thành phố Cà Mau, đâm thẳng về phía đất mũi Cà Mau các bạn nha. Xin chào bạn nha, hiện tại mình đang ở cái nước của Cà Mau các bạn ạ. Còn độ khoảng độ 18 km nữa thì mình sẽ đến được huyện Nam Căn. Bây giờ đã là 1 giờ 15 phút rồi. Rồi huyện Nam Căn thì mình sẽ dừng để ăn cơm trưa các bạn nhá. Xin chào các bạn nhá. Hiện tại hai anh em mình đã đến được huyện Nam Căn của tỉnh Cà Mau rồi các bạn ơi. Đây, mình đây huyện Nam Căn đây các bạn nha. Đây, đang đi vào trong trung tâm huyện Nam Căn. Lát nữa anh em mình sẽ kiếm quán cơm để ăn nhá. Chào các bạn nha. Tại hai anh em mình đang ở huyện Nam Căn. Còn khoảng độ 55 km nữa thì sẽ tới được đất mũi Cà Mau các bạn ạ. Ok, là 1 rưỡi rồi, 2 giờ kém rồi. Tầm 2 giờ anh em mình đi thì đến đây chắc khoảng tầm 3 rưỡi các bạn ạ. Đó, dụng được trải. Bye bye con nha. Ok. Nào, làm kiểu ảnh. Ê. Nè, giơ tay, high five. Yeah. Chú đi nha. Bao giờ lớn ra Hà Nội chơi nha. Ok. Bye bye.
Em đi đây chị ạ. Cho em gửi tiền rồi đấy. Dạ. Ok. Lần sau chú lại ghé tiếp. Ừ, bye bye nha. Bye bye nha. Ừ. Bye bye. Ok các bạn, vậy là anh em mình đã đến đây. Để làm vé các bạn nhé. Cho anh hai vé với. Xe điện thì anh ra bảo các anh chở đúng không? Dạ, đúng rồi. Xe điện thì anh lên xe mua với tài xế xe điện. Ừ. Thank you. Vé là 60.000 các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ ra xe điện để vào lên xe. Xe điện luôn nghe mấy anh. Vâng. Cước lượt di chuyển là một người 15.000, điểm xa điểm gần gì cũng vậy. Ở đây có điểm xa nhất là con tàu mũi Cà Mau cái T28 rồi. Vâng. Một móc cục cà cái T30m ạ. Vâng. Anh cứ cho em ra để mũi Cà Mau luôn. Bây giờ em sẽ trả anh tới điểm Cà Mau. Vâng. Rồi để lại số điện thoại cho gia đình. Ok. Khi nào tham quan xong mà muốn đi các điểm khác thì gọi chứ xe em không có đậu đợi nha. Ok ok. Rồi khi nào tham quan xong cứ lượt 15.000 lên xe xuống xe gì đó. Ok. Dạ. Tham quan là 15.000 xe điện các bạn nhé. Điểm nào cũng 15.000, cứ lên xe là 15.000. Dạ đúng rồi. Xuống xe là mất tiền rồi. Ok. Đây, cái trò... Đây là tới khu sốt vé ạ. Vậy. Sốt vé ngay cổng các bạn nhé. Rồi như em lấy xe điện không biết nhiều em nói như mấy anh. Vâng. Rồi ở đây mình có 6 điểm tham quan ạ. Nghe nè anh. Đấy là cái cột mốc này. Đây cột mốc này Dũng ơi. Cứ ta đi ra thì đi anh dẫn em đi một vòng luôn. Cái nhất là mũi Cà Mau ra cái điểm check in này. Đây là cột mốc này. Đây là điểm cuối đường một, phía bên lại đường mình đi ô tô vào đấy, thế mình đi xe máy vào đấy. Vâng. Ơ em tưởng có cái đường nào ven biển ấy anh. Dạ chút xíu mình sẽ chạy ra đường đó. Vâng. Rồi bên tay phải mình cách đây 100m là biểu tượng cua cũng. Vâng. Là bến tàu để tham quan gần hay là qua lại du Vâng. lịch sinh thái rồi đấy. Ok. Cũng bên đó cũng có hôm xây Mỹ rồi đấy. Vâng. Hostel nghỉ ở đây có được mắc không anh à? Dạ tầm một phòng đơn là 200 đến 250 nhà vệ sinh nó lạnh trong phòng luôn. À. Đây là cột mốc cờ đột gia. Vâng. Gần như cột cờ đó là 20m. Vâng. Đây đường đi ra biển. Đúng rồi mình đang đi ra biển. Vâng. Đây đường đi ra biển các bạn nhá. Rất là mát luôn. Mấy anh ở đâu xuống hả? Ờ, mình thì ở Hà Nội vào đây. Hà Nội chạy xe máy vào luôn. À, xe máy thì mình chạy từ Hồ Chí Minh. Xe máy mình thuê hả? Gửi từ Hà Nội vào. À, còn tại vị trí này mà mấy anh đi trước 2019 là biểu tượng con tàu cũ nằm đây. À. Còn mới về ra đây, hồi 2019. Ngày xưa là con tàu cũ nằm ở cái địa điểm này các bạn nhá. Tiểu tượng cũ nằm ở đây. Bây giờ chuyện... anh có biết con cá thò lòi không? Có, hôm qua mình vừa biết xong. Yeah. Con cá nó nhảy đấy đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Nó thụt, thọt thụt ở dưới. Đấy, ở đây
rừng nước có rất nhiều cá thòi lòi đúng không bạn nhỉ? Đúng rồi, rất nhiều cá thòi lòi. Đây chủ yếu trong đây là nó tự nhiên là một, thứ nhất, thứ hai là không có cho săn bắt nên nó còn nhiều và bự rất nhiều. Rồi bên tay trái thì là biển nông nha. Đông rồi. Cái bụng to to đó không phải à? Còn khoai. Cái chiếc thuyền đó là kiểu như ở đây gọi là chỗ lãi đó, chỗ trăm bốn ship. Ô sao ở ngoài kia lại có một cái bãi nổi lên nữa nhỉ? Cái đó còn rác đó. Nó sẽ nổi lên như vậy. Khách du lịch thì chắc không được ra ngoài đấy nhỉ? Dạ, có bên đây có dịch vụ cái, mình có ở phòng xây đó. Mình liên hệ với mình trao đổi với người ta rồi qua ra không đó. Rồi đi thì có khoảng 200-300 gì đó, còn 200 gì ra ngoài đó chơi. Ở đây có mình có tour tham quan bãi bồi nữa. Dạ, dạ. Là đi từ bến tàu biểu tượng cua nè, sẽ đi len lỏi trong rừng ra ngoài tận bãi bồi ở phía tây. Là biển tây á, là mỗi năm đặc biệt bãi bồi đó bồi từ 60m hay 100m lắng biển. Thế tháng mấy thì nó lại bị ngập bạn nhỉ? Là sao ạ? Tức là nó cứ bồi ra thôi đúng không? Đúng rồi, cứ bồi ra thôi. Còn bên phía biển đông á là biển lở. Bên này bên bồi. Nó làm hệ thống đê chắn rồi, còn bên đây là bên bồi, mỗi năm đều bồi. Năm nào cũng bồi ra một đoạn. Ước tính là bồi mỗi năm từ 60m đến 100m. Ui, một bên 60m đến 100m là nhiều. To to, con kia, con kia to nhờ. Mấy con cá thì dạng lắm. Ui, xôi, đây các bạn nhìn đây. Đấy, cua đang bò bò ấy. Cua kìa. Cua kìa. Đấy, có con còng ở đây, cua thì còng hơn. Ở đây môi trường hiếm gặp lắm. Đấy, cá thòi lòi rất nhiều ở dưới kìa. Để con cá bự cho mình quay. Miếng cá đâu cá nhỏ. Dọc đây thấy đấy, những cái lỗ là nó tự đào đúng không? Cái lỗ nó tự đào nó chui vô đó. Dạ. Đấy, nó cứ thụt nhỏ nhỏ là con cánh con gì vậy? Dạ. Con xanh xanh nhỏ nhỏ là con cánh. Dạ, con còng. Con còng. Còng. Đây, đường sắt biển rất nhiều cá thòi lòi và còng. Chim đi bắt. Cái bụng đây có con cá này đỡ nhỏ nhỏ. Ô, cái con kia còng này nó cứ nổi hết lên này nhỉ. Ui, con càng to thế nhỉ. Kia có con bự này này. Đấy các bạn, đấy, ra thỏi lòi bự đấy. Được này đặc sản ăn được. Đấy, đây nó đang mua bò này các bạn ơi. Cá là như thế là bự rồi đúng không? Không, như thế chưa đâu, ở đây có 8 cái con 1 ký nữa. Ui, con 1 ký nữa. Dạ đúng rồi. Ui, nhưng mà cái bọn này nó thích ở trong nước nhiều hơn hay là đúng thích... rồi, đó, chỗ này 4-5 con nữa, thấy anh nó thấy là đấy, đã bù vào nhau kìa. Đây này, bù vào các bạn này. Kìa, ở con kìa. Bạn Liêu nó bé thôi. Ở đây mới cá loại bự đó. Còn bên này, các bạn xem bên này là rất là nhiều con cáy này. Đấy, ui, bò lồm nhổm luôn này. Cáy bò lồm nhổm luôn các bạn. Đấy, những cái con nhỏ nhỏ. Cái càng này, càng to dơ lên là con cáy. Ui, hai con đang cặp nhau này. Đúng rồi, hai con đánh nhau này. Ui, càng nó dài thế nhở. Đi vào trong, ui, lúc đi ra, ui, mấy con này nó đang chiến nhau. Chắc đang mùa sinh sản đúng không? Là nhau kinh lắm. Rồi đi tiếp nha. Okay. Còn mấy cây này cây đước à? Anh biết phân biệt cây đước và cây mắm không? Mình chưa biết cây mắm đâu. Cây đước là cái rễ, hay cây mắm là rễ mọc ngược lên như thế này. Cái người ta nói vui là cái rễ thở, ngon để thở. Những cái mọc ngược lên là rễ của nó à? Đúng rồi, rễ mắm. Còn cái rễ đước thì đâm đước xuống. Là chụp như cái nơm bắt cá gì đó. Thực ra cây đước thì là nó ở đây rừng nó tập thường nó chủ yếu có cây đước và cây mắm thôi, còn mấy cây kia cũng có nhiều trong nhưng mà chắc nó chủ yếu không có nhiều như mấy cây này vườn quốc gia mà. Đúng rồi, đây giờ thuộc vườn quốc gia quản lý á. Cây gói rồi bảo tồn được, tức là cây mắm là nó cứ mọc ngược, tức là cái những cái đâm đâm kia là cái rễ của nó có thể đi chân đất vào nó đâm cho sọc chân nhỉ. Đây tới đây là tới con tàu của nhà máy của mình. Như là anh đây có cái ghìa đi ra nè, thấy không? Cách đây 10 cây số là góc nhổ bản đồ. Muốn đi hết phần đất liền phải đi thuyền mới ra tới đó. Tức là góc đấy chính là góc là cuối cùng đấy. Đúng rồi.
cuối cùng của đất nước. Nếu mà mình muốn đi trải nghiệm á, nếu mà không có nghĩ lại thì mình sẽ đi ngắm bình minh, ấy ngắm hoàng hôn. Còn ngày mai thì đi có tour đó là đi đón hoàng bình minh. Ok, cảm ơn nhé. Ok. Ok các bạn nha, vậy là mình đang ở đặt chân tới con thuyền mũi Cà Mau. Năm nay nó bị xước xác nhiều rồi. Ok. Đó, đằng sau mình chính là biểu tượng con thuyền mũi Cà Mau các bạn. À, đây là biển Đông các bạn nhá. Đó. À, một lưu ý có các bạn bạn chờ xe điện ấy, thì ở mũi Cà Mau này cũng có rất là nhiều homestay và có rất nhiều dịch vụ. Giá thì dao động từ 200 đến 250 rồi, rất là hợp lý các bạn ạ. Nếu các bạn có nhu cầu ở lại đây thì buổi tối sẽ được trải nghiệm rất là nhiều những cái gọi là dịch vụ. Ví dụ như bắt cua, bắt còng các kiểu này. Đó, rồi thì ăn uống các thứ, giá cả sẽ là hợp lý. Wow, đến đây thì rất là mát các bạn ạ. Nếu có thời gian rồi các bạn ở lại mũi Cà Mau rất là hay đấy. Nếu có dịp trải nghiệm. Chào đất mũi Cà Mau nha. Đó. Biển Đông đây thì ngắm bình minh. Ở đâu? Chỗ này hướng Tây rồi. Hướng Tây đây. Biển Đông ở phía kia. Biển Đông phía bên này các bạn nhé. Thì đây là Tây rồi này. Tây rồi này. Bình minh ra phía này. Đây là phía Tây rồi mẹ này. Hoàng hôn. Hôm nay ra đây đúng là trời đẹp rồi các bạn. Không nắng quá mà cũng không nhiều mây quá, có nắng nhẹ. Trời một phía rất là xanh kìa. Đó. Ok. Ở đây thì có một cặp đôi đang quay phim cho bạn anh cưới. Tự quay phim cho anh cưới các bạn. Hi, xin chào bạn nha. Đây là địa điểm tiếp theo mình muốn giới thiệu các bạn ở mũi Cà Mau, đó chính là đất mũi Cà Mau các bạn nha. Phía sau mình chính là biểu tượng chiếc thuyền với kinh độ và tọa độ của mũi Cà Mau các bạn. Mũi Cà Mau thì không phải có diện tích cố định các bạn, mà diện tích sẽ thay đổi theo hàng năm các bạn nhé. Mỗi năm thì tại nơi đây thì đất được bồi ra các bạn, từ 60 đến 100 mét sẽ bồi ra ngoài phía biển. Thế nên là diện tích càng ngày sẽ càng lớn ra. Như về phía biển Đông thì lại bị lở vào, lại bị nước biển ăn mòn vào trong đất liền các bạn ạ. Đó, tức là nước biển cũng có chỗ bồi và chỗ lấp các bạn nhé. Ok. Và địa điểm mũi Cà Mau thì các bạn phải ghé qua khi các bạn tới thăm Cà Mau các bạn nha. Ok, đi cùng này, đi cùng mình nha, mà làm đi thôi. Xin chào các bạn nha. Hiện tại thì anh em mình đang đi bộ trên con đường dẫn ra cột cờ các bạn nha. Và đây là lối đi vào này. Ở phía đằng sau mình kia chính là cái điểm check-in con tàu các bạn nhé. Và đây chính là con đường đi bộ vào đây các bạn. Đây, mình quay cho các bạn xem này. Đây. Đây chính là con đường đi bộ này. Con đường đi bộ này thì sẽ đi xuyên qua rừng các bạn ạ. Rừng rất là âm u nhỉ, đúng không nhỉ? Rừng này mà các bạn đi vào buổi tối là cũng kinh khủng đấy. Rừng Đước rất là lâu năm. Tại vì đây là thuộc về vườn quốc gia. Vườn quốc gia của Cà Mau rồi các bạn ạ. Đất mũi rồi. Thế nên là những cái cây ở đây nó sẽ tự sinh tự diệt và sẽ không có tác động của con người các bạn nhé. Bây giờ muốn kích thích hơn nhỉ Dũng nhỉ? Phải nuôi mấy con cá sấu ở đây nhỉ? Là cực kỳ kích thích luôn. Thỉnh thoảng đi nó đớp đớp mấy cái. Cái lòi to thế các bạn này. Đây, các bạn nhìn thấy không? Đây, mình đun các bạn xem này. Đấy, con thòi lòi to chưa? Đấy, nó chuẩn lên này. Xin chào bạn, vậy là mình mà làm đi thôi đây.
Vậy là mình đã chinh phục được đỉnh của cột cờ tại Mũi Cà Mau các bạn nha. Và đây là trên đỉnh, trên tầng cao nhất của cột cờ Mũi Cà Mau. Đó, đây, phía dưới là cái con đường lúc mình đi thẳng vào đúng không bạn? Nhìn thẳng đấy, và đây là trên đỉnh cao nhất các bạn nha. Wow, mình đã thành công chinh phục đỉnh cột cờ của Mũi Cà Mau. Yes, nãy đi cùng mình mà làm đi thôi, let's go. Ha, xin chào các bạn, là mình Madame Đi Tôi ơi. Và phía sau mình đây chính là cột cờ của Mũi Cà Mau các bạn nha. À, cột cờ rất giống cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau. Ok, và lúc nãy mình có chinh phục lên đỉnh trên cột cờ, đỉnh cao nhất rồi các bạn. Lên đấy là có khoảng 247 bậc thang bạn nha. Ok, và đây là cột cờ Mũi Cà Mau. Và theo mình ra điểm cột mốc số 0 các bạn nha. À, hello các bạn. Đằng sau mình đây chính là cột mốc tọa độ quốc gia GPS 00001 các bạn nha. Điểm cực nam của Tổ quốc, GPS 00001 tại đây. Ok, nằm ngay cạnh cột cờ của Mũi Cà Mau thôi các bạn nha. Ok, các bạn nhớ ghé qua đây khi đến Mũi Cà Mau các bạn nha. Giờ tiếp tục chúng ta sẽ sang cột mốc, một cột mốc nữa các bạn ạ. Đó, đi nào, ra cùng mình nào. Wow, đi thôi. Ok các bạn, và đằng sau mình đây chính là điểm cuối cùng, cột mốc km 2436 của đường Hồ Chí Minh, điểm cuối Cà Mau các bạn nha. Ok, hãy đi cùng mình Madame Đi Thôi, khi đến Mũi Cà Mau các bạn nhớ ghé qua để tham quan cột mốc cuối cùng này nha. Điểm cuối cùng của đường mòn Hồ Chí Minh, km 2436, điểm cuối Cà Mau. Let's go.